cuộc bầu cử Mỹ, tỷ phú Elon Musk bất ngờ thay đổi cục diện, có thể ảnh hưởng lớn. Kể từ khi chính thức công khai ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump vào tháng 7, tỷ phú Elon Musk đã gây nhiều ngạc nhiên khi nổi lên như một cố vấn đầy ảnh hưởng và là nhà tài trợ hàng đầu cho ứng viên Đảng Cộng Hòa trên nhiều phương diện. Vậy tầm ảnh hưởng của ông lớn đến mức nào? Chưa bàn đến những yếu tố sâu xa, nhưng những hành động công khai của vị tỷ phú này đã đủ thể hiện sự ủng hộ vượt ra ngoài giá trị tài chính dành cho đối thủ của Phó Tổng thống Kamala Harris. Chiến lược của người giàu nhất thế giới. Hình ảnh đáng chú ý nhất trong chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump là khi Elon Musk, người giàu nhất thế giới, xuất hiện trên sân khấu và nhảy múa làm nền cho ứng viên Đảng Cộng Hòa tại một cuộc vận động tranh cử ở bang Pennsylvania vào ngày 5 tháng 10. Sự hiện diện ấn tượng của ông trùm công nghệ đã tạo ra nhiều meme và thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội X, nơi ông là chủ sở hữu. Về mặt tài chính, thông tin mới nhất cho biết Elon Musk đã chính thức trao đủ 75 triệu USD trong vòng 3 tháng qua cho Ủy ban Hành động Chính trị Mỹ, AmeriPAC, tổ chức do chính ông thành lập vào tháng 7 tháng 2024 và đang tích cực hỗ trợ chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2024 của cựu Tổng thống Donald Trump. Hồ sơ do AmeriPAC nộp lên Ủy ban Bầu cử Liên bang gần đây xác nhận rằng tỷ phú Elon Musk đã quyên góp 15 triệu USD vào tháng 7, 30 triệu USD vào tháng 8 và thêm 30 triệu USD vào tháng 9. Hiện ông vẫn là nhà tài trợ duy nhất của siêu Ủy ban Hành động Chính trị này. Theo giới phân tích, bằng cách này, Elon Musk đang cố gắng giành lấy ảnh hưởng lớn trong chính trị của Đảng Cộng Hòa và có khả năng là cả chính quyền thứ hai của Donald Trump. Các nhà quan sát cho rằng, với sự ủng hộ không giới hạn dành cho cựu Tổng thống, Musk không chỉ bày tỏ mong muốn ông Trump trở lại Nhà Trắng, mà còn thể hiện tham vọng bước chân vào chính trường của vị tỷ phú công nghệ này. Thực tế cho thấy rõ, một cú quay xe bất ngờ từ một người từng không quan tâm đến chính trị và giữ lập trường cân bằng giữa hai đảng như nhiều doanh nhân khác, Elon Musk giờ đây công khai bày tỏ quan điểm chính trị và tất tay ủng hộ ứng viên Cộng hòa Donald Trump. Elon Musk, người có tài sản ròng trị giá 224-6,5 tỷ USD, từng tuyên bố ông đã hỗ trợ tài chính cho cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ trong các chiến dịch trước đây mà không thể hiện sự ưu tiên rõ ràng cho đảng nào. Tuy nhiên, sau khi ông Trump thoát khỏi một vụ ám sát vào ngày 13 tháng 7, Musk đã công khai ủng hộ ứng viên của Đảng Cộng Hòa và trở thành người ủng hộ nhiệt tình nhất kể từ đó. Tỷ phú công nghệ ca ngợi sự mạnh mẽ của Trump sau vụ việc, khẳng định cựu Tổng thống phải chiến thắng để bảo vệ hiến pháp và nền dân chủ Mỹ. Reuters sau đó nhận xét rằng Elon Musk đã nổi lên như một trong những nhà tài trợ hàng đầu cho Đảng Cộng Hòa trên mọi phương diện. Vậy tầm ảnh hưởng của tỷ phú Elon Musk đến đâu? Ảnh hưởng của Musk là từ tiền bạc, AmeriPAC và mạng xã hội X. Ông ấy không ngần ngại sử dụng cả ba công cụ này để ủng hộ Donald Trump. Larry Sabato, giám đốc trung tâm chính trị thuộc Đại học Virginia nhận định. Theo Forbes, tính đến ngày 16 tháng 10, Elon Musk sở hữu khối tài sản trị giá 24,6,5 tỷ USD, tăng gần 9 lần so với đầu năm 2020 và có khả năng trở thành tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên trên thế giới. Elon Musk đồng sáng lập 7 công ty, bao gồm Tesla, nhà sản xuất ô tô điện, SpaceX, nhà sản xuất tên lửa, và công ty trí tuệ nhân tạo AI. Tài sản của Musk chủ yếu đến từ SpaceX, nhưng chỉ riêng 12% cổ phần ông nắm giữ tại Tesla, chưa tính quyền chọn, cũng đã là một khối tài sản khổng lồ. Tính đến ngày 16 tháng 10, Tesla có vốn hóa thị trường 711 tỷ USD. Và giá cổ phiếu của công ty này đã tăng từ khoảng 30 USD vào đầu năm 2020 lên khoảng 220 USD hiện tại. Về ảnh hưởng xã hội, Elon Musk đang sử dụng tài khoản X với 200 triệu người theo dõi để thường xuyên đăng tải các thông điệp ủng hộ chiến dịch tranh cử của Donald Trump. Trong giai đoạn nước rút của cuộc đua vào Nhà Trắng, sự xuất hiện tích cực của người giàu nhất thế giới bên cạnh ứng viên Donald Trump đại diện cho một thế lực mới trong chính trường Mỹ, một gã khổng lồ công nghệ không chỉ sở hữu khối tài sản kếch xù mà còn có ảnh hưởng rất lớn đến truyền thông. Giáo sư Mark Haas từ Đại học bang Arizona nhận xét. Giáo sư Haas nhấn mạnh,
Hành động của Musk trong những tuần tới có thể tác động lớn đến kết quả bầu cử và tương lai chính trị của nước Mỹ. Tỷ phú Musk có thể trở thành ông vua của thế giới này, ông nói. Theo giới thạo tin, trên thực tế, America PAC đã âm thầm trở thành đối tác quan trọng trong chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump. Ủy ban này được cho là hoạt động hiệu quả, theo đúng mục tiêu ban đầu, tăng cường tỷ lệ cử tri bỏ phiếu cho ứng cử viên Đảng Cộng Hòa tại các tiểu bang chiến trường, nơi cạnh tranh gay gắt và có thể quyết định kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 vào ngày 5 tháng 11. Sự hiện diện của America PAC với khoảng 400 người vận động ở mỗi tiểu bang, thậm chí còn vượt trội hơn chính chiến dịch của ông Trump cũng như các nhóm khác tham gia vận động cử tri. Đây cũng là nhóm duy nhất đặt mục tiêu hoàn thành 3 vòng vận động cử tri trước ngày bầu cử vào tháng 11. Tính đến nay, America PAC đã chi khoảng 30 triệu USD, tương đương 40% ngân sách của mình, trực tiếp hỗ trợ ông Trump. Phần còn lại được sử dụng cho các hoạt động thực địa, nhằm tăng cường sự ủng hộ các ứng viên và quảng cáo qua thư kêu gọi bỏ phiếu cho Trump.